Tưởng Phàm, ngôi sao vừa sáng đã tắt ngóm của Alibaba. Tưởng Phàm sinh năm 1985, từng làm việc cho Google. Từ năm 2013, Tưởng Phàm làm việc cho tập đoàn Alibaba và tiến thân nhanh chóng. Ông từng giữ chức chủ tịch hai công ty thương mại điện tử lớn là Taobao từ tháng 12 năm 2017 và Tmall từ tháng 3 năm 2019 thuộc tập đoàn Alibaba. Đứng đầu hai công ty thương mại điện tử lớn nhất của Alibaba, ông Tưởng được mặc định là người trẻ tuổi tài cao sáng giá nhất trong công ty, thậm chí có thể trở thành CEO kế nhiệm Daniel Zhang, người đang lãnh đạo Alibaba sau khi nhà đồng sáng lập Jack Ma nghỉ hưu vào năm ngoái. Alibaba đã thiết lập hệ thống đối tác vào năm 2010 để quản trị công ty hiệu quả hơn về sau này, tránh việc một người thao túng tất cả quyền lực. Hiện tại, nhóm đối tác này có 38 người, bao gồm Jack Ma, CEO Daniel Zhang và Phó Chủ tịch Thái Sùng Tín. Những nhân vật còn lại là các lãnh đạo cấp cao đã làm việc ít nhất 5 năm tại Alibaba hay các công ty liên minh như Ant Financial và dĩ nhiên là họ chứng minh được năng lực của mình. Nhóm đối tác này có quyền để đề bạt phần xương sống trong hội đồng quản trị Alibaba. Nói cách khác, bất kỳ lúc nào các nhân vật cộm cán của công ty cũng có thể tác động đáng kể đến thành viên hội đồng quản trị. Vào tháng 4 năm 2020, chuyện ngoại tình của chủ tịch Taobao Tương Phàm với hot girl nổi tiếng Trương Đại Dịch bất ngờ nổ ra một cú sốc trên các phương tiện truyền thông. Đổng Hoa Hoa, vợ chính thức của Tưởng Phàm thậm chí còn phải đăng đàn dằn mặt trực tiếp Tiểu Tam không được tiếp tục mối quan hệ ngoài luồng này. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi cảnh báo cô. Nếu như cô tiếp tục léng phéng với chồng tôi sẽ không nể nang. Lão nương đây chẳng phải là người tầm thường. Đổng Hoa Hoa, vợ của chủ tịch Taobao viết. Trên Weibo, Đổng Hoa Hoa xóa sạch những bức ảnh liên quan đến người chồng ngoại tình và chỉ để lại một số hình ảnh cá nhân làm dấy lên thông tin cả hai chuẩn bị ly hôn. Được biết, Tương Phàm và Đổng Hoa Hoa chung sống từ lúc hẹn hò và có con trai đầu lòng năm 2013. Đến năm 2015, cả hai quyết định tổ chức đám cưới. 3 năm sau, họ vui mừng chào đón con gái út ra đời ở Hồng Kông. Trong khi đó, Trương Đại Dịch sinh năm 1988 là người mẫu hot girl mạng có sự ảnh hưởng lớn đến giới trẻ đất nước tỷ dân với 11,6 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Weibo. Năm 2014, người đẹp mở cửa hàng kinh doanh quần áo online trên Taobao và trở thành nữ hoàng thương mại điện tử ở Trung Quốc. Tuy nhiên, cô này cũng đã chịu sự chỉ trích nặng nề vì bê bối Tiểu Tam. Khi thông tin ngoại tình được khui ra, cô lại bị soi vòng hai to bất thường, khiến nhiều cư dân mạng nghi ngờ Tiểu Tam này đã mang thai. Hậu ồn ào, cửa hàng áo quần của Đại Dịch ngày càng kiếm được nhiều tiền, việc kinh doanh của hot girl 9X thêm suôn sẻ và được nhiều người biết đến. Sự nghiệp lao đao. Trang Sohu đưa tin ngày 15 tháng 6 năm 2020, Tưởng Phàm đã nộp đơn xin từ chức vị trí điều hành cấp cao tại một công ty con của tập đoàn Alibaba. Dân mạng suy đoán đây lại là một biện pháp kỷ luật mới dành cho Tưởng Phàm. Được biết, sau khi bị vợ đăng đàn chỉ trích một quan hệ mờ ám của mình và hot girl hàng đầu Trung Quốc Trương Đại Dịch, Tưởng Phàm đã bị tập đoàn Alibaba điều tra và công khai kỷ luật. Theo đó, ngày 27 tháng 4, đại diện Alibaba cho biết ngoài việc xóa bỏ tư cách đối tác và giáng chức, Tưởng Phàm còn bị hủy bỏ tất cả quyền lợi và khen thưởng trong năm tài chính trước đó. Những ngày tiếp theo, Jack Ma thường xuyên thể hiện thái độ vẫn còn trọng dụng Tưởng Phàm, người được coi là ứng cử viên sáng giá trong cuộc đua tìm người kế nhiệm ông. Tuy nhiên, đến ngày 15 tháng 6, truyền thông Trung Quốc bất ngờ đưa tin đại diện pháp lý của công ty trách nhiệm hữu hạn y tế Hàng Châu là Tưởng Phàm đã từ chức, đồng thời anh cũng không còn giữ chức chủ tịch và tổng giám đốc của công ty này. Được biết, công ty trách nhiệm hữu hạn y tế Hàng Châu là công ty con được Alibaba thu mua tháng 2 năm 2020. Đáp lại, đại diện Alibaba cho biết hành động từ chức này có sự thay đổi bình thường sau khi kết thúc quá trình thu mua một công ty. Nhưng dù bị giáng chức nhiều lần, Tưởng Phàm hiện vẫn là phó chủ tịch tập đoàn Alibaba và vẫn còn giữ những vị trí chủ chốt trong tập đoàn Alibaba. Tuy nhiên, uy tín của người đàn ông sinh năm 1985 đã không còn như trước nữa. Nhiều người dự đoán ngày sụp đổ Tưởng Phàm không còn xa. Cuộc điều tra nội bộ của Alibaba cho thấy Tưởng Phàm không có hành vi bất chính liên quan đến công ty Rune do bạn gái tin đồn sáng lập. Tuy nhiên, cách xử lý vấn đề cá nhân không ổn thỏa đã làm dấy lên cuộc khủng hoảng trong dư luận và tác động mạnh mẽ đến danh tiếng của công ty. Theo một bản ghi nhớ nội bộ của Alibaba đề cập, hậu quả, ông Tưởng bị loại khỏi nhóm 38 đối tác của Alibaba, giáng chức từ phó chủ tịch cao cấp xuống thành phó chủ tịch, cắt toàn bộ tiền thưởng trong một năm qua. Biện pháp cứng rắn của Alibaba có thể rất khắc nghiệt nhưng lại khiến cho các cổ đông hài lòng. Giáo sư Joseph Phan từ Đại học Trung Văn Hương Cảng phân tích, đối với những công ty Trung Quốc phân quyền như Alibaba, Huawei, Lenovo hay Vanke,
Thách thức hiện tại là làm sao phân chia ổn thỏa quyền lợi và trách nhiệm cho các thế hệ lãnh đạo đời tiếp theo. Ví dụ mô hình quản trị công ty cổ phần của Alibaba bao gồm nhóm đối tác 38 người, nhưng đồng thời vẫn phải duy trì mức độ hiệu quả và cân bằng trong nội bộ. Qua đó, việc loại Tưởng Phàm khỏi nhóm 38 đối tác là một tín hiệu tích cực đối với cổ đông, thể hiện hệ thống quản trị đã bắt đầu làm việc để loại bỏ ngay những sai lầm trước mắt, thúc đẩy sự thành công của việc lãnh đạo tập đoàn trong tương lai, theo giáo sư Phan nhận định. Các nhà phân tích đều cho rằng vụ scandal có thể là một thảm kịch đối với sự nghiệp của Tưởng Phàm, nhưng với Alibaba thì chỉ là một bê bối không đáng có. Những biện pháp xử phạt đã cho thấy Tưởng Phàm không còn là thái tử kế thừa ngôi báu của Alibaba nữa. Quả thật rất đáng tiếc cho ông ấy, nhưng người này cũng không phải là không thể thay thế, và tôi không cho rằng Alibaba sẽ chịu tác động tiêu cực về lâu dài. Chuyên gia phân tích vốn đầu tư Minh Lu từ Akitas Research nêu quan điểm. Tóm lại, Tưởng Phàm đã ngã một cú rất đau đớn sau lùm xùm ngoại tình gần đây. Trong phút chốc, cả sự nghiệp huy hoàng đã bị lung lay đến tận gốc rễ.